Xin chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát. Thay mặt ban biên tập chương trình, kính chúc quý vị và các bạn gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông, phát tài, phát lộc. Quý vị thân mến, không còn bao lâu nữa thì năm cũ sẽ qua và năm mới với nhiều hy vọng đang dần đến. Ai cũng hy vọng mình sẽ gặp được những điều may mắn, đặc biệt là trước khi bước vào Tết Tân Sửu năm 2021. Mọi người đều cố gắng và nỗ lực không ngừng để tìm kiếm những điều tốt đẹp để xây dựng mọi thứ viên mãn nhất. Đầu năm 2021 này, nhiều con giáp có vận may lội ngược dòng. Đặc biệt trong số đó, có con giáp tuổi Sửu sẽ được quý nhân và thần tài chiếu cố nồng hậu. Cụ thể, trước khi bước sang tháng đầu năm thì con giáp này sẽ gặp được nhiều điều may mắn, công việc và mọi kế hoạch đều thuận lợi suôn sẻ. Ngoài ra thì tuổi Sửu còn tìm được cơ hội tốt để thay đổi cuộc sống. Trước khi tìm hiểu nội dung cụ thể, quý vị và các bạn đừng quên ủng hộ Phong thủy Gia Cát bằng cách nhấn đăng ký miễn phí kênh Phong thủy Gia Cát và nhấn vào tín hiệu chuông để không bị bỏ lỡ bất cứ video nào của Phong thủy Gia Cát. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đi tìm hiểu nội dung chi tiết. Tổng quan tử vi tuổi Sửu năm 2021 Tân Sửu. Năm Tân Sửu 2021, gia chủ tuổi Sửu tọa thái tuế nên tài vận giảm đi, cần phải lấy sự yên ổn làm đầu. Năm nay là năm bản mệnh của tuổi Sửu, hay trong dân gian còn gọi là năm tuổi. Các cụ nhà ta thường có câu, thái tuế đương đầu tọa, vô hỷ ắt hữu họa. Ý chủ về hung họa của năm tuổi, chắc chắn trong năm sẽ có tai họa lớn xảy ra. Âm thổ lại gặp tính thổ của thái tuế, khiến cho thổ khí quá vượng. Nửa đầu năm nay, Tân Sửu 2021 dễ khiến cho nhiều mặt trong cuộc sống trở nên cực đoan thái quá. Ví dụ, về mặt giao tiếp xã hội, người tuổi Sửu dễ trở nên quá tự tin, kiêu ngạo hoặc tự ti, dễ có những quyết định bồng bột. Về vấn đề sức khỏe, các gia chủ cũng sẽ cần đặc biệt chú ý đến các bệnh về thận. Vì vậy, trong năm nay, người tuổi Sửu luôn phải giữ được cái tâm bình hòa, dĩ hòa, vi quý để tránh những xung đột không đáng có. Nếu như có xung đột hay tranh chấp, cần nhanh chóng giải quyết ổn thỏa, tránh hao tâm phí tài, tổn tài vô cớ. Thầy Gia Cát và các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt có lời khuyên đối với các gia chủ tuổi Sửu trong năm nay, đó là hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế năm 2021 để hóa giải hạn thái tuế, chiêu mời các tinh, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Năm 2021 là năm tuổi của con giáp này, vì thế mệnh chủ tuổi Sửu và thái tuế đồng vượng dẫn đến tình trạng tự cao, tự đại, luôn vỗ ngực cho mình là nhất ở con giáp này. Bản mệnh có thêm nhiều tham vọng, mong muốn hoặc sống quá thực tế hoặc tỏ ra quá đỗi lạnh lùng, chỉ biết đến lợi ích của bản thân mình. Thái tuế Sửu âm thổ sẽ khiến cho mệnh chủ có nhiều những suy nghĩ tiêu cực không chính đáng, thể hiện qua việc mệnh chủ sẽ khó giữ được tâm thế bình thản an yên, cần cù của những chú trâu như bình thường, mà dễ suy nghĩ theo hướng bi quan, thậm chí có thể nảy sinh những ác tâm, những suy nghĩ theo những chiều hướng xấu, gây ra những ảnh hưởng xấu cho chính mình và những người xung quanh bạn. Ngoài ra, do thiên can lộ xuất tân kim khiến cho mệnh chủ bị tiết mất khí, khiến cho mệnh chủ khó có thể kiểm soát được tâm tính của bản thân mình, có thể trở thành một người hoàn toàn khác, bộc lộ hết những mặt xấu xí trong con người mình. Thái tuế Sửu thổ vượng còn khiến cho yếu tố thủy và mộc trở nên suy yếu, ngũ hành mất cân bằng. Các hành khắc chế lẫn nhau còn có thể dẫn đến những tác động không nhỏ với sức khỏe của tuổi Sửu. Tử vi năm 2021 của tuổi Sửu dễ mắc bệnh liên quan tới hệ tiêu hóa do phải chịu nhiều áp lực trong cuộc sống. Điềm báo tử vi cũng cho thấy bản mệnh cần phải quan tâm hơn đến sức khỏe của cha mẹ, nhất là người cha. Kim sinh xuất cho thổ, thái tuế phát tiết. Những chú trâu còn có thể gặp phải những vấn đề về hệ hô hấp, song do hỏa là mẫu tinh của tuổi Sửu nên đa phần điểm này sẽ ứng với nữ mệnh hoặc người mẹ của bản mệnh. Âm thổ quá vượng nên
xin được nhắc nhở tuổi Sửu trong năm Tân Sửu này chớ nên ham vui mà tới những nơi rừng thiêng nước độc, cũng cần phải lưu tâm cả những nơi là hầm ngầm hay hang động dưới lòng đất, những nơi tà khí vượng, nếu không dễ gặp phải tai họa khôn lường. Để hóa giải những tà khí do hung tinh mang đến, người tuổi Sửu cần sử dụng ngay pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh và vòng tam hợp quý thần theo tuổi của mình, đó là Tỵ, Dậu, Sửu. Bát Bảo Tâm Kinh với hình tượng ở mặt trước bát bảo là 8 bảo vật của nhà Phật mang lại bình an may mắn cho gia chủ. Mặt sau là chú Bát Nhã Tâm Kinh giúp tịnh thân mang lại may mắn tài lộc cho gia chủ. Là vật phẩm phong thủy hàng đầu về kỵ tà hóa sát và chiêu tài lộc cho gia chủ. Tử vi về tài lộc của mệnh chủ tuổi Sửu vào năm Tân Sửu 2021. Về mặt tài vận, năm nay người tuổi Sửu nên hạn chế đầu tư, cho vay hoặc hợp tác làm ăn để tránh hao tài. Khi bước vào những lĩnh vực làm ăn mới cũng cần phải hết sức cẩn thận. Phương diện tình cảm, vì tỷ kiếp là thần sát thiên về sự tranh đoạt, nên trong tình cảm cũng như hôn nhân, người tuổi Tý cần giữ được lý trí sáng suốt để tránh xảy ra mâu thuẫn. Về sức khỏe, tuổi Tý năm nay dễ gặp tai nạn ngoài ý muốn, nên tránh tham gia những hoạt động mạo hiểm hoặc có độ rủi ro cao. Đặc biệt khi tham gia giao thông, cần vô cùng cẩn thận tránh hại mình hại người mà tiền mất tật mang. Đừng lúc nào cũng cho mình là đúng mà cần phải lắng nghe và tiếp thu có chọn lọc ý kiến của những người xung quanh. Chủ động là tốt, nhưng đừng tự tùng tự tác, làm gì cũng cần phải có kế hoạch rõ ràng. Những sai lầm có thể bắt nguồn từ sự lơ đãng coi thường. Đặc biệt, việc rượu chè, nhậu nhẹt chẳng những hại sức khỏe mà trong năm 2021 này còn có thể khiến cho những chú trâu phải tốn một khoản lớn cho việc đền bù thiệt hại cũng như chăm sóc sức khỏe. Hạn chế đi đến những nơi tối tăm ám khí, ở đó sẽ xua hết cát khí, khiến cho may mắn rời bỏ bản mệnh phải đối mặt với nhiều biến động không mong muốn trong tài chính. Tóm lại, mệnh chủ tuổi Sửu năm nay tọa thái tuế nên cần ưu tiên giữ ổn định, lùi một bước để tiến hai bước. Khi gặp khó khăn, cần bình tĩnh xử lý mọi việc, lắng nghe ý kiến của người khác, tránh hành động sốc nổi, không được xử lý bừa bãi. Khuyên người tuổi Sửu năm nay nên đeo vòng cổ Bát Bảo Tâm Kinh và vòng tam hợp quý nhân gỗ huyết long Tỵ, Dậu, Sửu có tác dụng bảo trợ thân mệnh, chiêu vận quý nhân, kích tài, nạp phúc, tăng cường hòa hợp thiên, địa, nhân, hợp nhất. Tử vi về sự nghiệp của mệnh chủ tuổi Sửu vào năm Tân Sửu 2021. Xem tử vi sự nghiệp của tuổi Tân Sửu 2021, con giáp này có tỷ kiên chiếu mệnh, Sửu thổ tọa thái tuế, trong hung vẫn có cát. Có đức quý nhân chiếu mệnh, vậy nên bản mệnh dễ gặp được quý nhân trên con đường tiến bước, nhờ thế mà mọi sự thuận lợi suôn sẻ hơn gấp nhiều lần. Trong năm Tân Sửu, những chú trâu nếu dành thời gian học tập, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức thì sẽ rất tốt cho tương lai sau này. Bản mệnh cũng xuất sắc vượt qua các kỳ thi sát hạch và có được bằng cấp đúng như dự kiến. Chuyện tìm việc cũng không quá khó khăn, tăng lương, thăng chức chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Sự thăng tiến trong sự nghiệp của tuổi Sửu vào năm trực thái tuế là điều khiến cho nhiều người ngạc nhiên, bởi không phải cứ phạm thái tuế là sẽ gặp vận xui. Đối với những người chuẩn bị khởi nghiệp, bước đầu có sự hậu thuẫn của gia đình là tiền đề vô cùng thuận lợi trên con đường khởi nghiệp của tuổi Sửu. Bản mệnh hãy tận dụng cơ hội này, có những kế hoạch làm ăn kinh doanh kín kẽ, từng bước gây dựng nên đế chế của riêng mình. Đây là thời điểm rất tốt cho những bạn muốn bắt đầu khởi nghiệp. Tuổi Sửu cũng có thể dựa vào chính năng lực của bản thân để tăng thêm độ dày cho ví tiền của mình. Có năng lực thực sự, bằng cấp rõ ràng, cùng với tham vọng và cố gắng không ngừng mà được cấp trên ưu ái tăng thêm cho mức đãi ngộ hay tăng lương, tăng thưởng. Đồng thời, người cầm tinh con trâu nên chủ động tìm kiếm cơ hội để phát triển sự nghiệp cho mình. Đừng ỷ lại vào quý nhân, mục tiêu mình đề ra thì cần phải nỗ lực và cố gắng hết mình. Chẳng ai có thể lo được cho bạn ngoài chính bản thân bạn.
hạn chế dùng các chất kích thích như bia rượu, thuốc lá để giữ sự tỉnh táo và sáng suốt thường trực. Tránh xa những nơi tụ tập bàn tán thị phi, luôn giữ cho mình thanh danh và uy tín tốt. Chỉ cần một lần mất kiểm soát bản thân thôi là bản mệnh có thể sẽ mất rất nhiều thời gian để phấn đấu lại từ đầu. Để cho sự nghiệp được hanh thông may mắn, người tuổi Sửu hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh và vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu. Vòng tam hợp quý nhân được thiết kế từ hạt gỗ huyết long, tử đàn hoặc xưa đỏ là những loại gỗ quý có tác dụng phong thủy cực kỳ tốt, được hầu hết các thầy phong thủy khuyên dùng để chiêu tài lộc, may mắn, bình an. Ngoài ra, vòng tam hợp còn được kết hợp với 3 viên đá mã não có khắc hình linh vật tam hợp, có tác dụng chiêu mời quý nhân, hóa giải thị phi, giúp công việc hanh thông, từ đó lộc tài vượng tiến. Đặc biệt, các mệnh chủ tuổi Sửu vào năm Tân Sửu 2021 này sẽ cần phải cẩn trọng chú ý trong tháng Ất Mùi. Bắt đầu từ ngày 10 tháng 7 cho tới ngày 7 tháng 8, tức từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 29 tháng 6 âm lịch. Đây là tháng đại kỵ với những gia chủ. Vào tháng này thì các gia chủ cần phải hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá những thị phi không đầu ập tới. Cần tuyệt đối không nên khai trương cửa hàng, không nên tiến hành những việc đại sự trong nhà. Nếu tiến hành vào tháng này có thể gây ra ảnh hưởng cả đến những kết quả kinh doanh ngày sau. Nhìn chung, những gia chủ tuổi Sửu không nên tiến hành những công việc trọng đại, quan trọng trong thời gian này là tốt nhất. Nếu muốn tiến hành, cần phải tham khảo kỹ từ các chuyên gia phong thủy. Về tình cảm của mệnh chủ tuổi Sửu năm Tân Sửu 2021. Xét về vận trình tình duyên của tuổi Sửu vào năm 2021 có thể thấy đào hoa không quá vượng. Tuy nhiên, do thái tuế Tý Thủy là cát tinh kỷ kiên của con giáp này, vốn là một trong bốn chính tinh trợ về đào hoa, lại thêm trực thái tuế Thủy vượng khiến cho ít nhiều bản mệnh cũng có cơ hội thay đổi vận mệnh của mình. Đào hoa trong năm Tân Sửu không có nhiều, nhưng không phải là không có. Bằng sức hấp dẫn tự nhiên của mình, bản mệnh cũng có được cơ may tình duyên. Tuy nhiên, điều đó cũng đồng nghĩa với việc con giáp này phải thực sự chủ động trong chuyện tình cảm của mình, chứ không phải ngồi ôm cây đợi thỏ. Tuổi Sửu nên gạt bỏ những suy nghĩ, định kiến quá cũ của mình. Nếu có cảm tình, thương mến ai thì hãy bày tỏ, tìm cơ hội để tiếp cận và tìm hiểu người đó nhiều hơn. Bạn có thể nhờ vào các mối quan hệ của anh chị, bố mẹ hay cô dì chú bác trong nhà để tìm thêm cơ duyên cho mình. Đối với các gia chủ đã có gia đình, cần tránh thái độ ghen tuông quá mức khiến đối phương cảm thấy mệt mỏi, dẫn đến mâu thuẫn không đáng có. Những người tuổi Tý đã kết hôn, do ảnh hưởng của thái tuế dẫn đến có nhiều sự thay đổi, cuộc sống gia đình thường xuyên. Vì lý do kinh tế mà xảy ra cãi vã, cần giữ thái độ bình tĩnh để giải quyết vấn đề của gia đình mình. Đặc biệt, các đôi vợ chồng trẻ thường hay cố chấp, ít chịu lắng nghe, rất dễ dẫn đến tình trạng đồng sàng dị mộng, từ đó dẫn tới rạn nứt tình cảm gia đình. Vậy nên, hai vợ chồng cần phải bao dung lắng nghe đối phương nhiều hơn, từ đó tránh được ảnh hưởng tiêu cực từ các sao xấu. Đối với mệnh chủ còn đang độc thân, cần chú ý đừng để vì áp lực công việc mà đánh mất tình cảm của mình. Cần chú ý cân bằng giữa công việc và tình cảm, tránh trường hợp mất cân bằng để hối tiếc về sau. Cần phải chú ý dành nhiều thời gian cho người yêu, người sẽ đi cùng mình trên quãng đường còn lại nhiều hơn. Để tăng cường nhân duyên cho mình, hãy sử dụng ngay pháp khí phong thủy vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu và hồ ly mắt bạc để chiêu mời quý nhân và tăng cường nhân duyên cho người tuổi Tý. Về sức khỏe của mệnh chủ tuổi Sửu năm Tân Sửu 2021. Tuổi Sửu vào năm 2021 Tân Sửu, con giáp này sức khỏe không được tốt lắm, sức mạnh của tỷ kiên khá lớn, có cát mà có cả hung.
Nhìn từ góc độ phong thủy thì năm 2021 thổ khí quá vượng địa, thủy khí và mộc khí đều chịu áp chế nên suy yếu. Con giáp này dễ mắc bệnh cảm cúm, phong hàn, các bệnh liên quan tới gân, cốt, xương. Tuổi Sửu thường ngày nên năng tập luyện thể dục thể thao, đến những nơi có nhiều cây xanh để thư giãn cơ thể, thư thái tinh thần. Có thể học thêm cách hít thở để điều chỉnh nhịp thở có lợi cho sức khỏe. Tùy theo sức khỏe của mình, con giáp này có thể tham gia các hoạt động thể thao sẽ thúc đẩy sức khỏe tốt hơn, tránh xa tử sắc, hạn chế đến nơi tối tăm ẩm ướt cũng như những nơi nhiều tà khí sẽ giúp cho những chú trâu tránh được những hậu họa tiềm ẩn về sức khỏe. Ngoài việc thường xuyên rèn luyện sức khỏe thì cần mang theo bên mình vật phẩm phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh để tăng cường sức khỏe và tài lộc. Để biết rõ hơn các hung họa phúc của bản thân cũng như gia đình, quý anh chị hãy liên hệ tới số hotline của chương trình để được sự hỗ trợ chi tiết hơn của thầy Gia Cát và đội ngũ trợ lý của thầy hỗ trợ. Tử vi của tuổi Sửu vào năm 2021 theo từng tuổi chi tiết. Tử vi của tuổi Kỷ Sửu sinh năm 2009, tích lịch hỏa. Người tuổi Kỷ Sửu mệnh tích lịch hỏa vào năm 2021 sẽ bước vào thời kỳ thay đổi tâm sinh lý khá lớn, khả năng tập trung kém, khó tiếp thu các kiến thức mới, dễ bị phân tâm khi nghe giảng, nhưng lại dễ sa đảo vào các thú vui ngoài giờ như chơi điện tử, hoạt động ngoại khóa. Có khá nhiều biến động cả về chủ quan lẫn khách quan. Áp lực học tập, điểm số khá lớn khiến cho tinh thần của con giáp này chịu nhiều ảnh hưởng. Cha mẹ nên lưu ý để giúp con vượt qua những khó khăn trong thời điểm này. Thành tích học tập của tuổi Kỷ Sửu vào năm Tân Sửu thì vì thế mà khó lòng đạt được như ý muốn, thành tích đạt được dần lụi tàn. Cha mẹ nên dành thêm chút thời gian quan tâm đến con mỗi ngày. Thời gian chơi nhiều hơn thời gian học, bài vở trên lớp không hoàn thành đầy đủ, dần hình thành tâm lý chán nản, ghét học. Nếu phụ huynh không chú ý và quan tâm sát sao, có thể dẫn đến tình trạng trốn học, trốn tiết. Cần nói chuyện tâm sự, chia sẻ và định hướng cho trẻ có thêm niềm vui trong học tập, giảm bớt tần suất tiếp xúc với các thiết bị điện tử. Cũng nên nhờ cậy giáo viên lưu ý đến tình hình của con trên lớp. Nam mệnh 13 tuổi, năm nay gặp sao Thái Bạch chiếu mệnh nên làm việc gì cũng không như ý, cần phải cố gắng học tập nhiều hơn nữa, tránh sa đà vào những trò chơi, hoạt động xung quanh mình, làm cho sao nhãng việc học tập của gia chủ. Nữ mệnh 13 tuổi, năm nay gặp sao Thái Âm chiếu mệnh, cần chú ý giữ gìn sức khỏe nhiều hơn, nhất là những vấn đề về bệnh phụ nữ, nội tiết tố. Cha mẹ cũng cần phải đảm bảo việc ăn uống hài hòa, đủ chất, sinh hoạt điều độ theo quy định phù hợp. Nên ăn nhiều trái cây, uống nhiều nước, hạn chế thức khuya. Hãy thỉnh ngay cho bé một tháp văn xương hoặc bút văn xương để kích hoạt sao văn xương, giúp cho bé tập trung học tập, thi cử gặp nhiều may mắn. Tử vi của tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997, giản hạ thủy. Tuổi Đinh Sửu trong năm này bản mệnh phải đối mặt với khá nhiều thay đổi trong cuộc sống của mình, cần phải bình tĩnh và kiên cường để không gục ngã trước những sóng gió của cuộc đời. Mệnh chủ có tính tình phóng khoáng, thoáng tay trong chi tiêu, vì thế dễ vì thể diện mà vướng họa phá tài, tiền bạc trong tay mất trong chớp mắt. Việc đầu tư mạo hiểm có thể mang lại lợi nhuận tốt nhưng cũng có thể khiến cho bạn trắng tay bất cứ lúc nào. Trong năm 2021 Đinh Sửu, hãy tập trung làm tốt việc của mình, đừng để việc cá nhân ảnh hưởng đến hiệu quả công việc, cũng đừng nghĩ rằng có thể dựa hết vào may mắn để làm giàu. Trong công việc, cần học cách kiên nhẫn, khiêm nhường, khống chế cảm xúc thật tốt. Làm việc gì cũng cần phải nhìn nhận theo hướng thực tế. Đừng thấy người ta ăn khoai cũng vác mài đi đào, cần phải có kế hoạch rõ ràng và kiến thức phù hợp. Xin được nhắc nhở nhỏ Đinh Sửu rằng hãy lên kế hoạch thu chi hàng ngày hợp lý hơn, đừng vì những thứ phù phiếm mà tiêu tiền không kiểm soát. Nên học cách cân bằng trước khi dùng tiền vào bất cứ chuyện gì, tránh để cảm xúc dẫn dắt lý trí mà ngày càng lún sâu vào khủng hoảng kinh tế. Với những bạn còn đang tiếp tục theo đuổi sự nghiệp học hành thì cần phải biết lấy tĩnh làm động, lấy lùi làm tiến.
không nên bốc đồng sôi nổi trong chốc lát để rồi sau đó phải gánh chịu hậu quả. Khi học thì nên tập trung học tập, lấy được kiến thức và bằng cấp mới là việc quan trọng nhất. Trong xã hội ngày nay, bên cạnh năng lực thực sự thì bằng cấp cũng quan trọng không kém, đóng vai trò không nhỏ trong sự thành bại khi xin việc sau này. Nam mệnh 25 tuổi, năm nay gặp sao kế đô chiếu mệnh, hành niên trực kế đô, tai hại bất thời vô, chủ về tai nạn bất ngờ, nên khi ra ngoài cần vô cùng cẩn thận, nhất là trong việc đi lại, tham gia giao thông cần phải tuân thủ chặt chẽ hơn nữa. Nữ mệnh 25 tuổi, năm nay gặp sao Thái Dương chiếu mệnh. Đối với những mệnh chủ năm nay muốn có thêm nhân đinh hoặc đã có thai sẽ cần phải đề phòng về sảy thai, khó sinh, đường thai sản của mình. Cần phải tham khảo ý kiến của các bác sĩ thường xuyên, theo dõi chặt chẽ quá trình mang thai. Đối với những gia chủ chưa có gia đình nên đi ra ngoài nhiều hơn cho thư thái tinh thần, đầu óc. Với tuổi này năm 2021 sẽ cần sử dụng vật phẩm vòng tam hợp tỵ dậu sửu là trang sức hộ thân, trang sức đeo tay giúp chiêu cát lành, chiêu vận quý nhân hộ thân, tăng cường sức khỏe, chiêu tài hóa giải thị phi, tiểu nhân quấy phá kỵ tà, hóa sát cho mệnh chủ. Tử vi năm 2021 của tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985, Hải Trung Kim. Người tuổi Ất Sửu trong nửa đầu năm 2021 tài vận có phần sa sút, sự nghiệp thì khá chật vật để đạt được mục tiêu. Công việc không được ổn định, thu chẳng đủ bù chi, dễ mất mát tiền bạc do đầu tư kinh doanh, tài chính xuất hiện những biến động khá lớn, ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của mình. Bản mệnh thất thế, tinh thần xuống dốc, không đủ tự tin để đối mặt với những trở ngại phía trước, nên sai lầm nối tiếp sai lầm, thất bại nối tiếp thất bại, khó có thể lật ngược thế cờ, lội ngược dòng thành công. Tuy nhiên, cơ hội vẫn dành cho những bạn biết định hướng lại công việc của mình, lên kế hoạch cho những mục tiêu sắp tới. Nỗ lực không ngừng sẽ giúp cho bạn giảm bớt khó khăn. Từ giữa năm trở đi, thứ tài khởi vượng, mệnh chủ sẽ có thể xem xét đến việc đầu tư cổ phiếu, chơi chứng khoán hay kinh doanh. Nhưng phải nhớ, làm gì cũng phải lượng sức mình, đừng ham quá mà kiễng chân tự đẩy mình vào nguy cơ mất tiền hao của. Đừng nên tùy tiện tin lời người khác, nhất là trong chuyện đầu tư, sai một ly là đi luôn vài tỷ. Chớ đừng nghĩ rằng ai cũng tốt với mình, thấy lợi ai chẳng ham, sao có chuyện dễ dàng nhượng cho người khác. Ngoài ra, hãy sử dụng ngay vật phẩm phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh và vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để hóa giải vận thế của năm 2021 và tăng cường tài lộc may mắn về sau. Nam mệnh 37 tuổi, năm nay gặp sao La Hầu chiếu mệnh, dễ gặp phải khẩu thiệt thị phi bùa vây. Nếu mệnh chủ đang theo con đường quan vận thì cần phải cẩn trọng hơn cả. Về mặt sức khỏe, cần phải đề phòng thêm những bệnh liên quan đến gan, mắt. Nữ mệnh 37 tuổi gặp sao kế đô chiếu mệnh, dễ có khẩu thiệt, tranh chấp về lời nói, dẫn đến gia đạo bất hòa. Mệnh chủ cần phải chú ý nhiều về gia đạo của mình nhiều hơn nữa. Để hóa giải cho tuổi Ất Sửu năm 2021 hết sức đơn giản. Do gặp năm tuổi nên mọi sự bất hòa kéo đến, thị phi nhiều, quan hệ vợ chồng thì gặp nhiều trục trặc mâu thuẫn. Hãy sử dụng trang sức trợ mệnh Tỵ Dậu Sửu tăng cường hòa hợp vợ chồng để hóa giải. Tử vi năm 2021 đối với tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, tang Đố Mộc. Người tuổi Quý Sửu trong năm 2021 này vận trình thăng trầm bất định. Cứ tưởng an lành thì lại gặp chuyện, cứ ngỡ hết đường lui thì lại nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm. Về phương diện sự nghiệp, mệnh chủ sẽ bị tiểu nhân không ngừng quấy nhiễu, cơ hội để tăng lương, tăng vốn đã không nhiều, nay còn ít hơn. Tuy nhiên thì về cơ bản thu nhập chính của con giáp này vẫn khá ổn định, không cần phải quá sức lo lắng. Riêng người tuổi Quý Sửu làm kinh doanh buôn bán cần phải chú ý nếu có ý định đầu tư kinh doanh vào những lĩnh vực mới hay là ngành nghề mình không quen thuộc thì nên hết sức cẩn trọng, chuẩn bị kế hoạch thực hiện kỹ càng, có phương án dự phòng cho những tình huống bất ngờ phát sinh. Thời gian rảnh rỗi nhiều cũng không có nhiều việc bận rộn, bạn có thể dành thời gian đó để trau dồi thêm kiến thức, kinh nghiệm cho mình hoặc tìm kiếm cơ hội làm việc có khả năng phát triển tốt hơn.
Khi đã có năng lực vượt trội thì không lo không có đất dụng võ. Đừng nóng vội cũng chớ bốc đồng. Hãy giữ cho mình tỉnh táo và sáng suốt. Có thế thì mới vượt qua thử thách, tìm thấy được thành công. Thậm chí là nắm bắt được thời cơ phát tài trong chốc lát mà không phải ai cũng nhìn thấy được. Tuy nhiên, dù tài lộc thu về ít hay nhiều thì bản mệnh cũng cần phải biết khiêm nhường, chớ nên tự cao tự đại hay nghĩ mình kiếm tiền quá dễ dàng mà vung tay quá chán. Trong năm, vận trình biến động khá lớn nên thấy có lợi là nhanh tay thu lưới, tránh để tài lộc mới vào tay đã chảy ra ngoài. Ngoài ra thì hãy sử dụng ngay vật phẩm phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh và vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu để hóa giải vận thế của năm 2021 và tăng cường tài lộc may mắn về sau. Nam mệnh 49 tuổi, năm nay gặp sao Thái Bạch chiếu mệnh, hành niên trực kim tinh, phạm sự bất toại tâm. Ngoài ra trong dân gian từ xa xưa vẫn thường có câu sao Thái Bạch quét sạch cửa nhà. Nên trong năm này, nam mệnh chủ cần phải chú ý hết sức. Ở bên ngoài sẽ gặp thị phi rắc rối, hao tài tốn của, tài lộc giảm sút. Nữ mệnh 49 tuổi, năm nay gặp sao Thái Âm chiếu mệnh, cần đặc biệt chú ý những vấn đề về phụ khoa. Nếu đi xa sẽ có lợi cho tài vận của mình hơn, nhưng cần phải chú ý nhiều hơn về gia đạo cũng như người bạn đời của mình. Nên hài hòa hơn nữa giữa công việc và tình cảm gia đình. Tử vi năm 2021 của tuổi Tân Sửu sinh năm 1961, Bích Thượng Thổ. Tiến sang năm 2021, vận trình của người Tân Sửu khá bình ổn. Nếu còn đang công tác thì công việc khá là nhàn hạ mà thu nhập lại không tồi. Tới cuối năm còn có thêm thu nhập ngoài luồng cùng với tiền thưởng nữa, chẳng lo thiếu tiền thiếu bạc. Nếu bản mệnh đã vào tuổi về hưu thì trong năm sẽ có cơ hội đầu tư khá tốt, có thể thu lời về tay. Nhưng tuổi Tân Sửu chú ý, càng thấy lợi thì càng phải cẩn thận, đừng vội vàng tin lời người khác, bởi đó có thể là lời dối gian lừa gạt. Khi gặp chuyện quan trọng thì nên tham khảo ý kiến của gia đình và người thân, đừng lỗ mãn tự ý quyết định, đến lúc gặp chuyện thì chẳng thể trách ai. Tuy nhiên, mệnh chủ phải chú ý hơn đến thói quen ăn uống của mình. Tuổi tác lớn dần, sức khỏe cũng không bằng khi trai tráng, nên giảm bớt tần suất ăn nhậu tiếp khách, hạn chế rượu bia, thuốc lá. Về vấn đề sức khỏe, bản mệnh không mắc bệnh tật gì quá nghiêm trọng nhưng khó tránh khỏi những chuyện tai họa bất ngờ gây chảy máu bị thương. Con giáp này có thể tìm cách hóa giải bằng cách hiến máu, nhổ răng để giảm bớt tai ương. Ngoài ra, hãy sử dụng ngay vật phẩm phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh và vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu để hóa giải vận thế của năm 2021, tăng cường tài lộc may mắn về sau. Nam mệnh 61 tuổi, năm nay gặp sao Kế Đô chiếu mệnh là hung tinh chủ về gặp nhiều chuyện bất lợi, nhất là những vấn đề liên quan tới sức khỏe, các bệnh về tim mạch, cần chú ý những vật nuôi trong nhà dễ xảy ra vấn đề. Nữ mệnh 61 tuổi, năm nay gặp sao Thái Dương chiếu mệnh bất lợi cho nữ, dễ gặp tai nạn bất ngờ, cần chú ý nhiều hơn trong đời sống hàng ngày để tránh gặp phải những tai nạn đổ máu. Tử vi năm 2021 của tuổi Kỷ Sửu, sinh năm 1949, tích lịch hỏa. Người tuổi Kỷ Sửu năm nay đã 72 tuổi, người già khó tránh khỏi bệnh tật. Năm Tân Sửu này sẽ là một năm sức khỏe sa sút khá nhiều, bệnh tật quấn thân, nên tránh hoạt động ngoài trời quá lâu, tránh việc cảm nắng, cảm lạnh, đau đầu, cảm mạo. Không nên vận động quá sức trong thời gian dài, nên luyện tập vừa đủ phù hợp với sức khỏe của bản thân. Bản mệnh hãy vui sống, đừng lo chuyện bao đồng, bởi chỉ cần xử lý không khéo là vướng phải đủ chuyện rắc rối tai ương. Trong năm, nên kiểm soát tốt cảm xúc của mình, tránh nảy sinh xung đột, tranh cãi với người khác, giảm bớt số lần ra ngoài du ngoạn để phòng trừ các bệnh bất ngờ phát sinh. Về phương diện tài chính, mệnh chủ không cần phải lo lắng, hãy chú ý chăm sóc sức khỏe và vui vẻ bên gia đình. Cẩn thận với những lời mời chào đầu tư với mức lãi suất cao, kẻo lọt vào bẫy lừa gạt của những kẻ xấu bụng. Trên đây, Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ cho quý anh chị và các bạn tử vi tuổi Sửu trong năm 2021. Rất cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, anh chị và các bạn hãy để lại ý kiến bằng cách bình luận bên dưới video này hoặc liên hệ ngay đến số hotline của chương trình để được tư vấn.
Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh Phong Thủy Gia Cát để nhận được những video mới nhất. Hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn trong những video tiếp theo.